không suy nghĩ ra tự nhiên đi ra đường nói với bạn con ai cũng có cha có mẹ con không có. Mà có mẹ mà cũng như không có luôn nữa. Dạ. Có khi nào mà mẹ con nói một câu con ơi mẹ thương con không? Dạ. Mẹ chỉ là la rầy rồi kêu là ép tụi con đi làm thôi chứ ngoài ra là không có nghĩ tới là cái chuyện gì mà gọi là tình cảm mẹ con hết ha. Dạ. Con có muốn nhìn lại cha con không? Cha con gặp con ngoài đường cha con không có nhìn con. Con vẫn biết là cha con nhưng mà tại vì người lớn không chịu nhìn con. Dạ. Trong cái câu chuyện mà giống là bên nội chắc đang giận bên mẹ sao đó rồi không muốn nhìn luôn cả con nữa. Con có từng nghe kể được cái câu chuyện gì không? Hồi đó con nghe mẹ ngoại con kể là bà ngoại con, mẹ con á là gây lộn với lại cha của con á rồi ấm con về đây. Rồi bỏ con chồng ăn nuôi rồi đi làm, nuôi con mà mẹ con đi kiếm thêm người chồng thứ hai nữa. Kiếm thêm người chồng thứ hai nữa. Và mẹ con bước đến với lại cha dưỡng con á, sinh thêm 5 đứa rồi xong cái giờ mẹ con bỏ cha dưỡng này rồi đi kiếm người mới. Rồi giờ ép hai đứa con gần quá là. Dạ, chào cô. Thì cô ơi, cô cũng có nhờ anh em tụi con xuống để mà quay hỗ trợ tìm mẹ cho hai đứa bé hả cô? Đúng rồi. Sự việc sao vậy mà mình phải tìm mẹ cho hai đứa nhỏ này cô? Mẹ nó nghe là người đàn ông xa lạ rồi bỏ nhà đi, nay nó gần 4 tháng rồi. Dạ. Mà lúc đầu nó đi á, thì dẫn đứa bé 6 tuổi đi theo. Nó nói với cái người đàn ông nó quen là nó chỉ có con này với thằng nhỏ 6 tuổi à. Rồi tới chừng mà thằng kia biết được á, là con này con ruột của nó nữa. Rồi nó nói thôi giờ về kêu hai đứa lớn rồi đi theo nó đi ra ngoài đi làm đi. Làm trong cái quán bar gì đó, làm việc nhẹ lương cao tôi không cho đi. Nó quay lại câu mâu chữ tôi. Nó nói để nó về từ đây tới Tết là nó rình rình về đây là nó hốt hai đứa này bất cứ lúc nào đó. Mẹ ruột á hả? Mẹ ruột của hai đứa này. Trời ơi. Mà hai đứa này đều bao nhiêu tuổi rồi? Con này thì 19, con này thì 16. À. Là mẹ ruột của hai đứa này muốn là bắt hai đứa này đi làm. Ủa mà tại sao mà bắt hai đứa này đi làm mà con còn muốn kêu mẹ nó về nữa? Tại vì thấy mẹ nó đi rồi tôi kiếm về lắm mà cho ba đứa nhỏ đi học. Còn ba đứa đi học, đứa lớp 5, đứa lớp 4, đứa lớp 2. Dạ. Tôi hôm đó nay tôi chở bằng cái xe đạp cũ là tôi đi ra đi vô riết rồi. Đạp hết nổi rồi. À, là tổng cộng mẹ của hai đứa này là được bao nhiêu người con? 6 đứa, hai đời chồng, 6 đứa con. Hai đời chồng, 6 đứa con. Đúng rồi. Trời đất đây ơi. Con nhỏ này là con riêng của thằng chồng trước nó. Nó ở với thằng chồng trước nó có sanh con nhỏ này mới có hơn tháng là hai chồng thôi rồi đem về cho tôi nuôi. Dạ. Rồi nó gặp ba con nhỏ này ở được 5 mặt con cũng thôi. Rồi giờ nghe lời đường ông khác đi ra khỏi nhà đi luôn tới giờ. Nhưng mà đã đi rồi thì tại sao phải kêu con mà đi theo nữa? Thì bảo vậy. Tôi nói thôi mày giờ đi về đây đi rồi mày coi tôi đưa con mày đi học này kia tiếp tao chứ vợ mình tao đưa ba đứa nó vừa quét chợ nữa sao tao làm sẽ. Rồi cái chị gái đó đi làm có em gửi tiền về cho cô nuôi mấy cái đứa nhỏ không? Không có đồng bạc. Không có tiền luôn? Không có tiền gửi về mà còn đòi về kêu hai đứa này đi ra ngoài làm rồi quắt ba ngoài là. Trời đất ơi mẹ kỳ cục vậy rồi. Báo vậy. Tự nhiên cho con mình đi làm món ba. Báo vậy nó đi làm cho nó một mình nó lơ hai ba đời chồng mấy đứa con thì thôi tôi không nói đi. Bây giờ nó hai đứa này còn con nít mà nó đòi đi ra ngoài đó làm với nó đó. Rồi hai bé này có đó giờ có gặp mẹ thường xuyên không? Thì đó giờ mẹ con nói chung đó mẹ nó mới bỏ nhà đi nay nó gần 4 tháng rồi. Dạ. Yeah. Chứ đâu có ấy đâu rồi tôi nói thôi đi về đi. Mấy đứa này nó cũng cầu mong mẹ nó về lắm mà giờ không thấy tông tích gì hết trơn luôn. Là hiện tại bây giờ một mình mà cô nuôi mấy đứa này là nuôi tổng cộng mấy đứa? 5 đứa. Là bắt đi một đứa rồi là còn lại 5 đứa đây. Đúng rồi. Là một mình cô nuôi luôn. Mình tôi nuôi 5 đứa này. Mà hai đứa lớn này thì qua dệt vải cho cậu hai nó bởi anh kiếm tiền mua tương hột, trứng, dệt đồ đó về cho em nó ăn đi học. Mấy đứa này có đi học không cô? Con bé này thì nghỉ lâu rồi, con nhỏ này hết lớp 6 nghỉ rồi. Dạ. Là nói chung là cũng biết chữ rồi đúng không? Đúng rồi. Lúc mà mẹ của hai đứa kêu đi làm á rồi mấy đứa có suy nghĩ gì không? Dạ có. Suy nghĩ gì sao nói lớn chú nghe coi. Dạ là tự nhiên mẹ lại muốn mấy con đi ra ngoài làm. Nó lớn lên chứ chú nghe. Mẹ con thường khi điện hơn. Điện cho ông này nè. Dạ. Điện sao nói chú nghe đi.
Mẹ điện về là mẹ kêu là xếp đồ đi ra ngoài ở chung với mẹ. Mà cuộc sống của mẹ còn chưa biết là mẹ sống ra sao nữa mà kêu hai đứa con đi hả? Vô phương. Lỡ đi rồi có chuyện gì rồi sao trời? Hai đứa còn quá nhỏ luôn á. Như cô giờ cô mong muốn điều gì cô? Mong muốn sao mà cho mẹ nó về. Còn nếu mẹ nó không về thì mẹ nó đừng có điện về rủ hai đứa này nữa. Lặng mà cho hai đứa này đi mặn tiếp tôi. Lặng mà lo có tiền cho em ba đứa em nó đi học. Dạ. Ba đứa nó đi học á thì sáng chị nấu cơm cái rồi đồ ăn rồi cho ăn cơm xong rồi đi học. Chứ đâu có đồng bạc nào đâu. Sáng bơm chai nước rồi ăn cơm no bụng rồi đi. Trời ơi. Chưa rước gì à. Những ai đang bị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, nhức mỏi vai gáy, trần ngược dạ dày, khối u nhọt thì quý cô bác ơi hãy liên hệ ngay với trường nha. Trước màn hình của quý cô bác anh chị đây là cái bộ sản phẩm bột ngải đen Cao Trung Sơn, vừa có lợi viên vừa có lợi bột hỗ trợ những vấn đề trên cho quý cô bác anh chị mình ha. Và ở đây trường có sữa hạt canxi giúp đỡ cho quý cô bác anh chị mình rất là nhiều trong vấn đề đời bồi bổ sức khỏe nha quý cô bác anh chị. Trong đây nó có thành phần là tổ yến, đông trùng hạ thảo, mắc ca, hạt nhân ốc chó, tinh bột đậu phộng, hạt sen, gạo đứt huyết rồng, yến mạch tươi, bột ca cao, đường thốt nốt, đường ăn kiêng, bột sữa dừa, bột sữa non, bột Cao Trung Sơn. Quý cô bác anh chị ơi, cái sản phẩm sữa bột canxi này rất là ngon và rất là tốt và bồi bổ cho sức khỏe mình rất là ok nha quý cô bác anh chị. Đây là nó có công dụng là bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi, người bệnh mới ốm dậy, người thường xuyên mệt mỏi thiếu chất, người ăn chay cần bổ sung protein và khoáng chất, người gầy, trẻ em từ 1 tuổi trở lên biếng ăn hoặc suy dinh dưỡng cũng sử dụng được luôn nha quý cô bác anh chị. Hiện tại bây giờ bên em á, quý cô bác anh chị mình cứ đặt hàng bên em là bên em lúc nào cũng hỗ trợ giá và có khi miễn phí ship cho quý cô bác anh chị luôn. Anh chị mình mua một cái sản phẩm bột sữa này thì em sẽ tặng cho quý cô chú anh chị này một cái ly như thế này nha quý cô bác anh chị. Dạ rồi, thì nếu mà những ai mà đang bị vấn đề trên mà đang cần sản phẩm để hỗ trợ chức năng không biết mua ở đâu thì cứ liên hệ ngay với trường nha bằng số điện thoại 0968 680 432, 0337 508 635. Mọi thắc mắc gì quý cô bác anh chị cứ điện trực tiếp với em sẽ tư vấn cho quý cô bác anh chị mình nha. Dạ rồi, mời quý cô chú anh chị cùng xem tiếp video nha. Trước về xong cái cho ăn cơm trưa xong chở đi theo ra chợ ngoài, tôi quét xong cái chợ cái tới giờ đưa vô trường học. Tới giờ đưa vô trường học rồi tôi quét xong chợ chạy về nấu cơm, nấu nước xong tính đi rước mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Mà cái câu chuyện của cô muốn là tìm mẹ của hai đứa nhỏ về là một chuyện, còn chuyện khác là cô mong muốn là cái kiểu như là mẹ của hai đứa nhỏ này về để nói rõ cái sự việc là bây giờ đó, tại sao phải bắt hai đứa đi làm mà trong khi đó nó còn quá nhỏ mà nó còn đang khờ khạo nữa rồi bắt đi làm mấy chuyện đó sao được. Bảo vậy tôi tức có nhiều đó mà điện cho nó thì không được, mà lâu lâu điện về để biểu con nhỏ này nè, hai chị em ship đồ đi rồi tao đặt vé xe cho đi. Ừ. Rồi hai đứa này nó thôi bà có chết là chết mình bà đi. Rồi nó giọt miệng câu mày ở với bả hút què vô ăn hay vậy. Tôi tức có nhiều đó, quá tức, quá trời tức luôn. Tôi nói nó mà giá dịch nó mà về đây chắc tôi quýnh nó, không có đường nào mãi rồi đâu. Con gì đâu mà đã từ hồi nhỏ con tới lớn mà nói với mẹ mình như vậy sao? Trời ơi, đồ quýnh chết mẹ tôi nữa. Trời ơi, đồ quýnh cô nữa hả? Nó nói tôi nghĩ tình bả người sinh ra tôi chứ không nghĩ tình bả người sinh ra tôi quýnh chết mẹ bây giờ. Trời ơi trời, con gái của cô, con hỏi thiệt, cái đầu óc có bình thường không? Nó có bệnh hoạn vậy, nó mê chai mà. Trời ơi. Nó mê chai thì giá bất cứ giá nào nó là làm không được. Rồi cái đợt mà nó quýnh hai đứa kia với con này nè, cái tôi mới la. Tôi nói mày mê chai gì mà nó nói con mày quýnh trên đầu trên cổ không, lỡ nó bị lông ốc rồi tiền đâu mà mày lo. Ừ. Nó hỏi con này chứ bà sáng giờ bà có uống thuốc khùng thuốc điên chưa mà bà chửi tao hoài vậy. Dắt này chắc bà bị khùng thiệt rồi đó. Còn gì để nói nữa giờ. Thì bây giờ nếu mà cô á, là cô mong muốn là tốt cho hai đứa nhỏ này, cô có ý định như thế nào? Nói giờ hai đứa này nhà tôi đi mần thì tôi gửi bên bà Bảy đó, bà ngồi giỏng đó. Dạ. Nói Bảy ơi, bà ngó chừng giùm, bên đó thì có anh hai chị hai cũng ngó chừng giùm, ai lạ lạ lại thì chạy ra ngó chừng giùm, đừng cho nó đi theo người ta. Mà hai con có muốn đi với mẹ không? Không. Không muốn đi đúng không? Mà sợ mẹ về bắt mình đi thôi đúng không? Thì mình giờ mình lớn rồi mình phải tự vệ cho bản thân mình chứ, khi mà ai đó muốn làm lôi kéo mình đi đâu đó thì mình phải la lên. Mình phải tự vệ cho bản thân. Mà có nhớ mẹ không? Dạ có. Nhớ mẹ hả? Dạ. Nếu mà mẹ về bắt đi làm thì sao, không lẽ giờ cũng phải đành chịu đi theo hả? Dạ không. Có muốn học nghề không con? Dạ con muốn đi làm kiếm tiền phụ ngoại. Muốn đi làm kiếm tiền phụ ngoại. Dạ. Giờ hiện tại giờ hai đứa đang làm công việc gì? Dạ dệt vải nướng cho người ta. Dệt vải hả? Ngày kiếm được nhiêu con? Dạ ngày có 20-30 nghìn. Ngày 20-30 nghìn thôi. Là hai đứa cộng lại ha, là một đứa được 20-30 nghìn? Dạ hai đứa cộng lại. Trời ơi. Có khi bữa nào giải nhiều thì mần nhiều, có tiền nhiều, còn ít thì nó mần ít. Dạ. Chứ không phải là mần suốt. Lần bữa cha Dượng nói sao cô? Cha Dượng nó đợi đi cho người đi vô bắt hai đứa này đi nè.
nay à, thế nào tao cũng cho người vô bắt hai đứa bay đi ra ngoài này nè. Bà mừ cái bà ngoại mày, giờ bà làm cũng không lại tao đâu. Ghê vậy hả? Cha Dượng mà sao ghê vậy? Tại vì nó thấy mặt hai con này rồi, là có lẽ là dụ ha mẹ nó con này ra được rồi, thì hai đứa này thì nó dụ không được thì nó cũng cho người vô bắt. Thì tôi mới sợ, tôi nói thôi con nhà con bên bà Bảy thì con có ai lạ lạ lại con đừng có nói chuyện. À vậy là cái người cha Dượng nó chính xác đã từng nói như vậy luôn, nói điện thoại về nhà nói với mấy đứa này hay sao? Nói với mấy đứa này nè. Dạ. Rồi con kể là cái sự việc bữa đó cha Dượng con nói gì, con nói lớn lên cho mấy chú nghe coi. Kiểu như là ông rủ con chị ra ngoài làm chung với mẹ là tháng đâu được 15 triệu á. Mà cái giờ cái con không có đi thì xong tới mẹ điện. Giờ mẹ rủ đi hoài mà không có đi. Rồi xong cái ông dọa con là nó đòi vô đây bắt con luôn. Là chính xác là ở đâu lần con, không biết không? Dạ, ông ở ngoài Nha Trang á. Nha Trang lần hả? Đâu Vũng Tàu mới đi cào cá gì mà thì giờ ông ra ngoài Vũng Tàu gì đó. Đi tùm lum hứa hết trơn đâu còn. Ông có nói với con là hứa hẹn cho con cái gì không? Dạ không. Mà chỉ kêu con đi ra làm thôi hả? Mà mẹ con không bảo vệ con mà còn đi đòi kêu con đi làm nữa. Suối nữa. Trời ơi trời. Mẹ gì mà ngang xương dữ vậy? Mẹ nó còn suối đi theo nữa mà. Nó nói ở đây làm gì có tiền. Ở đây mà ngày có mấy chục ngàn không đủ ăn. Dạ. Nó nói nhiều cái tôi không có thể nào tưởng tượng luôn. Cô có thường xuyên điện lên trên đó cô kêu gửi tiền về cho cô không? Nó điện cho mấy đứa này được chứ nó đâu có điện cho nó được đâu. Cô có xin tiền được không? Đó giờ cô có xin không? Không, nó xin của tôi thì có chứ tôi có xin nó đâu. Ủa sao đi làm ngoài đó nghe nói lương cao mà tại sao giờ phải xin mẹ ruột của mình nữa? Nó hỏi mấy đứa này hỏi sao bà không về? Điện đâu tao về. Nó nói thôi bà về đi rồi bà xin tiền của ông Định đi bà đi xe về đi. À, tiền đâu có cho đi về. À, chừng nào tao có tiền tao về thôi. Giờ hai đứa bay theo tao đi ra đây đi làm đi. Đã cái bản thân không có tiền về xứ mà còn rủ con đi ra ngoài nữa là bỏ xác ngoài luôn. Mà làm công việc gì không làm mà tự nhiên sao đưa con mình vô cái quán bar, cái quán đó trong đó nó hơi phức tạp chút xíu. Trời ơi nó nhậu với mấy người chơi đàn ông đâu ngoài ha. Hỏi mấy đứa này nó mở mạng lên nó coi nó thấy nó ngoài ngoài. Bà coi mẹ con làm gì nè, bà biểu con đi ra ngoài làm với bà. Quá trời quá hết thuốc chữa rồi. Con nói thẳng luôn là muốn bán con mình đó. Thì đúng con rồi. Con nói thẳng luôn đó. Thì cái nó dụ hai đứa này lắm nó bán. Dạ. Yeah. Nó đang nghe lời thằng đó mà. Đang nghe lời thằng đó dụ hai đứa này ra ngoài bán đó. Ừ. Bởi thật sự giờ tình mẫu tử mà cũng đành đoạn vì tiền hay sao trời. Nó con đó giờ là nó nghe lời thằng đó là thua luôn. Yeah. Không còn đường nào mà chữa nổi hết. Yeah. Ai bữa hôm nó hù hù rồi cậu hai nó thôi tối bà cháu lên trên đây ngủ đi lỡ bằng đêm bằng hôm nữa nó vô đạp cánh cửa cái là nó dứt dây tôi xong là bắt hai đứa này liền chứ gì. Rồi thành ra cậu hai nó thôi đi lên đây ngủ đi rồi đêm hôm khùng khùng đêm hôm chữ nữa rồi nó thôi nhịn đi con ơi. Yeah. Chứ giờ nói chi nữa cho nó mệt. Yeah. Rồi con hai nó mẹ nó giờ coi như không có đi. Coi như nó một con mẹ một cô cha cho rồi. Dạ. Rồi rồi con đợi. Đứa con tại vì chuyện này cũng quan trọng lắm. Ừ. Ba đi ba chị. Chờ Tấn nè, Tấn nói gì. Tấn. À, hai con là ai là chị ai là em? Dạ con là chị, giờ nhớ đây là em. À con tên gì? Dạ con tên Chi. Chi hả? Dạ. Ừ, bé em tên gì? Tên Vi. Vi hả? Chi và Vi. À cho chú hỏi này nó hơi tế nhị xíu chuyện gia đình ha. Khi mà mẹ con á kêu con đi ra ngoài kia á, cái công việc nó không được tốt á thì con có mới đầu là con có ý định đi hay không không? Dạ con không. Không có đi hả? Dạ. Mới đầu thì mẹ nói là đi ra ngoài đi rồi làm công ty rồi tháng hai mẹ con mình gửi tiền cho ngoại. Ừ. Cái con mới nói để con hỏi ý ngoại. Cái mới làm cái mẹ điện mẹ nói giờ đi ra ngoài đi rồi đi làm quán nhậu. Có tiền nhiều hơn đi làm công ty. Lúc đầu là rủ đi làm công ty. Dạ. Sau đó mới chuyển qua làm quán nhậu. Dạ. Mà con có biết là chính xác cái nơi địa điểm mà mẹ con làm không? Dạ không. Mẹ con chỉ nói đi ngoài là tiền nhiều lắm. Ừ, chỉ nói tiền nhiều thôi. Dạ. Vậy là khi mà con phát hiện mẹ con muốn đưa con ra ngoài đó làm một cái công việc giống mẹ con á thì lúc đó con suy nghĩ như sao? Dạ con suy nghĩ buồn. Buồn hả? Dạ. Chú hỏi thiệt nè, từ đó giờ hai mấy mẹ con vậy có gắn kết gần với nhau không? Dạ không. Mẹ có thương hai con không? Không thương hả? Không. Hình như là hai chị em con là chỉ là chung mẹ khác cha đúng không? Dạ. Trời ơi. Con đó giờ có biết mặt cha mình không? Dạ không.
Cha gặp con giờ cũng như là không thấy. Ủa, là không có biết hả? Dạ. Bên nội của con ai gặp con cũng không có nhận con chứ. Vậy đó hả? Sao kỳ trời, con không thương rồi mẹ, cha không thương rồi bây giờ là mẹ cũng không thương luôn. Rồi suối đi làm những cái chuyện mà không có ai mong muốn như vậy chứ. Thiệt. Ừ. Có khi nào con suy nghĩ cái điều gì mà buồn tuổi không? Dạ có. Con có cái nỗi khổ tâm nào bữa nay con tâm sự với mấy chú đi. Nếu mà mấy chú giúp được con cái vấn đề thì mấy chú sẽ giúp cho, hỗ trợ cho. Con suy nghĩ ra tự nhiên đi ra đường nói với bạn con ai cũng có cha có mẹ con không có. Ừ. Mà có mẹ mà cũng như không có luôn nữa. Dạ. Có khi nào mà mẹ con nói một câu con ơi mẹ thương con không? Dạ không. Mẹ chỉ là la rầy rồi kêu là ép tụi con đi làm thôi chứ ngoài ra là không có nghĩ tới là cái chuyện gì mà gọi là tình cảm mẹ con hết hả? Dạ. Con có muốn nhìn lại cha con không? Cha con gặp con ngoài đường cha con không có nhìn con. Con vẫn biết là cha con nhưng mà tại vì người lớn không chịu nhìn con. Dạ. Trong cái câu chuyện mà giống là bên nội chắc đang giận bên mẹ sao đó rồi không muốn nhìn luôn cả con nữa. Con có từng nghe kể được cái câu chuyện gì không? Hồi đó con nghe mẹ ngoại con kể là bà ngoại con, mẹ con á là gây lộn với lại cha của con á rồi ấm con về đây. Ừ. Rồi bỏ con chồng ăn nuôi rồi đi làm, à hứa là đi làm mất gì nuôi con mà mẹ con đi kiếm người chồng thứ hai nữa. Kiếm thêm người chồng thứ hai nữa. Và mẹ con bước đến với lại cha dưỡng con á, sinh thêm 5 đứa rồi xong cái giờ mẹ con bỏ gia dưỡng này rồi đi kiếm người mới rồi giờ ép hai đứa con gần quá làm tội quá trời. Cái thời điểm mà mình sống với cha dưỡng đó mình có được thương yêu không? Dạ không, cha dưỡng toàn là thương mấy đứa này không á. Ừ. Không có nói hẹn tới con. Tội tội cho một đứa trẻ mà vừa lớn lên thiếu thốn đủ thứ tình thương hết, chỉ có bà ngoại là hữu hỷ rồi đúng không? Dạ. Nếu bây giờ mà mẹ con về bắt con mà ngoại con can ngăn không được thì con sẽ làm gì? Con không có đi theo mẹ. Con không theo mẹ ha? Dạ. Ở nhà hai chị em là tối ngày là đi làm hữu hỷ nhau vậy ha? Dạ. Có khi nào mà con có nghĩ là không phải cùng cha con không thương con em không? Dạ, nói chung mấy đứa này con cũng thương chứ con không có ghét. Ừ. Nhà rồi Vy nè, con á là sao có thương chị hai không? Dạ có. Có hả? Ví dụ như mẹ về kêu con đi á, con có chịu đi không? Dạ không. Nhà con muốn là ở bên chị hai hay sao ha? Sao? Dạ con muốn ở bên chị hai với bà ngoại à. Ừ. Ở nhà mẹ lúc mà mẹ có không thương chị hai rồi có thương con không? Dạ không. Cũng không thương con luôn. Rồi lúc đó mẹ con có la rầy gì con không? Dạ có. Ừ. Bây giờ nè chú hỏi thiệt nè, tình tận thâm tâm của con có trách mẹ con không? Dạ không. Ừ. Không trách luôn nữa hả? Dạ không. Con thương mẹ không? Dạ không. Không thương mẹ mà cũng không trách mẹ, giống như người dân vậy. Tại đây mẹ chịu hoài. Đây mẹ chịu hoài rồi. Tại vì mẹ có cuộc sống mới rồi. Ừ. Cái gì cũng có cuộc sống nó tốt đẹp chứ à. Muốn lôi lên kiểu như công cụ kiếm tiền á. Đúng rồi. Nên em nói thật luôn một câu là công cụ kiếm tiền á. Tại bé này giờ nó cũng đã lớn, nó cũng nãy con nói 19 hả? Dạ. Giờ chú hỏi thiệt, nếu mà con có ước mơ con làm, con học cái công việc gì không? Dạ, con chỉ muốn là đi làm công ty phụ tiếng chơi. Làm gì con? Đi làm công ty. Làm công ty hả? Dạ. Là giống như là bây giờ là con chưa có mong muốn là học cái nghề gì mà chỉ mong muốn là đi làm công ty. Dạ. Để mình kiếm thêm thu nhập mình phụ cho ngoại thôi. Dạ. Chứ ngoài ra là mình chưa có nghĩ đến cái học nghề. Dạ. Ừ. Nếu mà thật sự chú nghĩ là con nên đi học cái nghề trước hơn, trước nhất là đi học cái nghề. Rồi sau đó là lấy cái nghề đó nuôi lại gia đình nó sẽ tốt hơn là con đi làm công ty tạm thời. Dạ. Đó, tại vì bây giờ là vô công ty thì lương cũng không biết làm sao. Đó, mà học nghề là nó sẽ sau này nó giúp cho con được nhiều hơn. Yeah. À, nó sẽ kiếm được cho con nhiều tiền hơn là con đi làm công ty. Yeah. Đó giờ có ước mơ là đi làm nghề gì không? Học nghề gì không? Dạ, có ước mơ đi học nghề mai. Làm thợ mai ha? Dạ. Yeah. À, thật sự thì ngày hôm nay mà trên kênh anh Hiếu Nguyễn với lại mấy anh em đây, nếu mà có cô chú anh chị nào
có xưởng may hoặc là có cái ngành may đồ thời trang rồi đó, thì trợ duyên cho em đó để có một cái công việc, có cái nghề để sau này lo cho bà ngoại rồi lo cho bản thân đó nữa. Còn có tối đến còn có hay tâm sự với ngoại được gì không? Dạ không. Bây giờ chỉ là sợ mẹ về đón bất cứ lúc nào thôi đúng không? Dạ. Đói khổ thiệt. Rồi hiện tại bây giờ là ở chung là 4 đứa em. Dạ. Là đứa kế nữa là bao nhiêu tuổi? Dạ đứa kế nữa là nó mới 13. 13, có còn đi học không? Dạ còn. À, và còn một đứa nhỏ nữa. Đứa nhỏ mới 11. Cũng đang đi học luôn. Dạ. Một mình bà ngoại chèo gánh hết. Dạ. Và tiền học làm sao? Tiền học bà ngoại đi mượn bà chú chợ ngoại. Mượn bà chú chợ. Dạ. Rồi xong có đi quét chợ là bộ đền lại để lấy số tiền lại. Dạ. À. Ơi mà anh Trường ơi, không biết là bây giờ là hai đứa bé này là cùng mẹ khác cha, còn hai đứa nhỏ kia thì sao anh Trường? Thì nói chung là từ bé này xuống là chung cha. À. Rồi con bé này là chỉ có riêng một bé này là khác cha nè. À. Đúng không con? Dạ. Đúng không? Dạ. À, là khi mà mẹ con á là bước thêm bước nữa là mới có bé này, rồi xong tới mấy đứa sau nữa. À, rồi sau này bây giờ cái là bồng đứa nhỏ 6 tuổi đi luôn. Đúng không? Bồng đứa nhỏ 6 tuổi đi không? Dạ. Trời đất. Vậy tổng hết là bao nhiêu đứa anh Trường? 6 đứa. 6 đứa. Hai chồng 6 con đúng không cô? Hai chồng 6 con. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34. 34 tuổi mà hai chồng 6 con. Thánh thần thiên đụng rồi. Thật sự. Mình chỉ thương là mình tội cho mấy đứa nhỏ nè, sinh nó ra, tạo nó ra rồi không lo được cho nó, bây giờ bỏ nó về rồi bắt nó muốn đi làm cái công việc này công việc kia nữa. Nhưng mà thật sự là mình cũng hơi khó chịu. Bây giờ lệnh này là giờ là ra ngoài đó thì đầy người ta làm mấy chuyện mà mình không được sạch sẽ, thật sự luôn á. Xã hội giờ nó phải như đâu mình nghĩ đâu. Nhưng mà cha Dượng này em thấy là cố tình muốn bắt mấy đứa bé này làm cái công cụ kiếm tiền cho bản thân mình. Rõ ràng. Bây giờ con có muốn nói điều gì với mẹ không? Dạ con muốn là mẹ con ẵm đứa nhỏ về. Giờ ai nuôi? Cho em đi học. Rồi bây giờ nè ngoại sao nuôi nổi? Chị em con mẹ phụ tiếp ngoại. Mấy chị em đang còn phụ tiếp ngoại ha. Dạ. Giờ cái công việc của con hiện tại con đang làm giờ nó có thu nhập ổn định không? Hay là có bữa không? Dạ bữa có bữa không. À. Cái tiền đó là chủ yếu là để mua gạo ăn hàng ngày đúng không? Dạ. Trời ơi khổ quá, thật sự luôn đâu mà sao mà sót vô cái hoàn cảnh này, thật sự là đó giờ em chưa nghĩ ra được đâu mà có cái hoàn cảnh như thế này luôn á. Bây giờ con có muốn nói gì với ngoại với mẹ con á, con nhìn thẳng vào mấy chú nè, nhìn vào thẳng camera mẹ mấy chú nè. Xem nữa con. Rồi con nói trực tiếp luôn, con nói mạnh lên ha, con mạnh mẽ lên, con nói con cái điều gì con muốn tâm sự với mẹ thì con bấy lâu nay con nói không được á thì bây giờ con cứ nói đi. Thì mấy chú đăng tải cái đoạn video này lên, nhiều khi mẹ con có xem được thì sẽ hiểu được tụi con hơn. Nếu mà mẹ mà coi được clip này, mẹ ảnh em về cho em đi học. Mà sao nữa con? Mẹ không mua con cũng được, nhưng mà mẹ đừng có bắt mấy con đi. Mấy con mà... Nếu mẹ coi được đoạn clip này thì ảnh mà lép về bà ngoại con nhớ em. Là nói chung là chỉ là đang mong muốn là để đưa bé em út của mình về để mà tiện chăm sóc để cho đi học hành đâu ha. Ví dụ như giờ mà mẹ bả ẩm đi luôn rồi bả không về rồi sao? Con cũng chịu thôi chứ sao. Thôi rồi vậy hả con ha. Rồi nếu mà có cái cơ sở nào á là làm giống như cái công việc mai của con á là muốn điện tới để mà nhận hai đứa con á thì lúc đó mấy chú sẽ cho con hay ha. Còn cái câu chuyện của mẹ con á, thật sự khi mà đăng lên cái câu chuyện này lên chắc cộng đồng mạng ta dậy sống luôn á, không có người mẹ nào dậy chứ thật sự luôn á. Sao mà kỳ cục, mẹ mà không thương con mà còn kêu con đi làm đủ thứ chuyện nữa. Dạ con, thì nãy giờ con cũng có tâm sự với hai đứa bé đó. Dạ. Thì nhắc tới đứa cháu út á là sao mà cô thấy cô khóc rồi cô bỏ đi vậy? Nhớ hả? Nhớ thằng đó nhiều lắm mà nó dẫn đi nó không đem gì. Con bé nó nói mẹ ơi đem em về đi, bà ngoại nhớ em nhiều lắm mà nó cũng không đếm xỉa gì hết trơn. Một bầy cháu đó, có 6 đứa thôi thì ra vô hủ hỉ mà giờ đem theo một đứa rồi. Nhớ dữ lắm chứ. Cô không sợ khổ sao mà rồi muốn đòi đem đứa thứ 6 về nữa? Tại vì nó cũng tới tuổi đi học rồi.
mình sợ nó đi theo mẹ nó đây rồi nó dốt cũng tội nghiệp nữa. Mình ra muốn cái gì đi kệ cho bà cháu ở nhà đi rồi chịu cực một chút mà cho cháu mình nó biết chữ. Sau này nó đi ra đường thì nó cũng không thua xuất bay hết trơn á. Cho để nó sau này nó dốt đi ra đường. Ừ tại đó bà ngoại cho mấy anh mấy chị con đi học rồi sao bà ngoại không cho con đi. Nó hận mình nữa. Mà mẹ có mấy đứa là tên gì vậy cô? Nhung. Tên Nhung. Đúng rồi. Nhung 34 tuổi ha. Đúng rồi. Là cái chị Nhung này nè, là có hồi đó có đi học hành gì không? Nó đó cho đi học rồi, nó học được tới lớp 3 rồi nó nghe lời bạn bè đi chơi, nó bỏ đi bù lăng bù ló rồi nó bỏ học luôn, bây giờ đâu biết chữ đâu. Dạ. Cô tổng cộng được mấy người con? Có 3 đứa hà. Thằng lớn thì nó đi làm hồ, còn nhỏ đó là thứ ba, còn thằng Út thì cũng có vợ nó ngoài Bình Dương á. Cũng nó đi mặt mướn không à. Lâu lâu thỉnh thoảng nó có dư được chút đỉnh thì nó gửi về, rồi không có thì nhà tự bư tự quào kiếm mà ăn. Ừ. Chứ giờ đâu có trông chờ ai được. Con đang lo lắng một điều là khi mà cái bé đó lên trên đó rồi là không biết cái chị này có đối xử tốt hay không. Thì đó là sợ lên trả đây rồi. Sợ dụng nữa đó. Thì sợ bên kia người ta quýnh đập thằng nhỏ tội nghiệp cho nó mới có 6 tuổi hà. Ừ. Sợ đủ thứ hết trơn á, tôi nói thôi đem em về đi, mình đi đâu đi, đi mình cũng được, nó đem nhỏ về đi. Chứ ngoài nhà trường ta cũng đòi cho em về đi học lần mà sao này cho nó biết chữ. Rồi ở nhà mấy đứa này bà cháu xúm lại nhớ nhỏ là ngồi khóc không à. Nói chung là nuôi từ bé lớn lên rồi, nó mến tay mến chân rồi mà giờ đúng bắt rồi. Đi thì ai mà không sót. Mà đem ra ngoài kia thì bả đi làm. Sao nó đi làm? Đi làm rồi để nhỏ cù lăn cù lóc nó tội nữa. Thì bảo vậy đứa đem về cho nhỏ đi học, nó đem về chết đói hay gì. Ở ngoài thì bỏ nhỏ con mình bơ vơ nữa. Con thật sự nghe khi cô nói cái câu này con bức xúc cái chỗ này nè. Nó đem về đây để chết đói hay gì mà tại sao từ hồi xưa giờ cô nuôi 6 đứa nhỏ lớn lên có đứa nào chết đói không? Đúng rồi, có đứa nào mà thiếu miếng gì đâu. À. Nói chung ra đi mặn ra chợ mặn thì ngoài chợ người ta thương lắm, người ta cho có đồ ăn, người ta cho đồ ăn đem về là mấy đứa này ăn có thiếu món gì. Nhiều khi mấy chị bán bún riêu, bán cháo này kia đó còn cái chợ tan chợ còn có mấy bà cho đem về mấy đứa này ăn. Dạ. Rồi con hỏi thiệt nè, có khi nào mà nhà mình hết gạo mà tới nỗi phải đi vay mượn? Không, cái đó thì không, tại vì đi làm ngoài chợ thì bà chủ chợ bà thấy ai mà hô cho gạo thì bà chạy ra bà xin giùm. Dạ. Còn có lắm lúc mà gần hết gạo thì mượn tiền của bà về mua đổ vô. Ừ. Cho mấy đứa cháu nó không có thiếu. Chứ để thấy hết gạo nó chạy làm chuyện mà không tốt còn ra thôi. Để mình tự lo đi chứ để tội nghiệp nó còn nít nó không biết nữa. Dù cỡ nào cũng phải bươn chải cho cháu mình có cái bữa ăn. Đúng rồi. Lo cho nó đó không có thiếu chứ sợ đây rồi nó nói ừ bà ngoại cực khổ bà ngoại lo mình không đủ thôi để tự mình đi kiếm đi rồi nó đi vào con đường tăm tối của nó rồi cũng khổ nữa. Cô có hận con mình không? Thương nó không hết chứ hận gì mà tại giận có một cái là nó chửi tôi quá tôi giận vậy thôi chứ. Cô có đôi lúc nào đôi lúc cô có muốn ngồi lại tâm sự với con gái của cô? Nó ngồi với tôi chưa được 3 phút là đứng dậy đi mất tiêu rồi. Nhưng mà đó giờ cô có mong muốn là có một điều một ngày nào đó con mình nó hiểu mình, nó ngồi xuống nó để lắng nghe mình tâm sự với nó, mà cái những cái nỗi lòng mà cô từ hồi đó giờ cô muốn truyền đạt lại cho con mình á mà chưa được như vậy, người cô có hiện tại nỗi lòng của cô sao cô nói con nghe thử. Tôi cũng mong muốn nó về đây mà mình tâm sự với nó, chỉ dạy cho nó mần ăn nó theo con đường của mình chứ đừng có đi theo con đường xa đỏ của nó nữa. Ừ. Mà đi quay đầu trở lại đi chứ đi đường tâm tối của nó là nó không có tốt đâu. Sau này nó cũng khổ dài dài chứ gì, đi theo con đường đó là không bao giờ tốt. Yeah. Kêu nó về, nó điện cho con bé nữa đó. Nó nói thôi, tao không về đâu. Nó nói bà về đi rồi nói chuyện với ngoại. Bà ngoại thương bà lắm chứ có bỏ đâu, bà nhớ con lép nhiều lắm. Đem lép về đi. Kêu nó tắt máy ngang à. Có lắm lúc nó nói hai chị em đi ship đồ đi ra đây với tao đi. Nhỏ này nó tôi nghe lời ngoại chứ tôi không nghe lời bà rồi là tắt máy, không điện nữa. Mà chặn cuộc gọi mấy đứa này luôn. Ừ. Đằng này anh hai nó điện không được mà thằng em nó điện nó cũng không được, không ai điện được chứ. Mà lâu lâu cái nó điện vô được kêu mấy đứa này đi. Có khi tôi đi mặn vậy nó bà ngoại mẹ con kêu con đi kìa. Tôi nói thôi mày ham tiền mày đi đi. Nó nói con đâu có ngu, con ham tiền ra ngoài lần bả dông định bán con qua Campuchia ha, cho con chết hả? Con đâu có đi đâu, con đâu có ngu đi. À, ở nhà với bà ngoại có cơm có cháo, con cháu bà cháu mình ở nhà đi chứ không có đi đâu hết trơn á. Yeah. Chứ giờ đi theo nó là chết chứ không có sống nổi. Giờ là cô, cái tâm sự của cô muốn nói gì với con gái cô điều đầu tiên mà khi con gái cô về?
mong muốn sao nó đem nhỏ về đây, rồi nó nói bây giờ nó không ở đây nữa thì nó để con cháu tôi ở đây cho nó đi học, còn nó muốn đi đâu đi đi mình nói thôi. Cả bên nội nó cũng mong ước vậy nữa đó, nói đem nhỏ về cho nhỏ đi học đi, rồi nó đi đâu đi mình nói thôi. Chứ giờ cô ơi, cái cụ thể cái công việc của chị ngoài đó là làm cái gì mà cô sợ đến mức độ vậy dữ vậy? Tại vì thấy nó ăn nhậu, nó quay đăng lên mạng, mấy đứa này nó thấy nhậu nhẹt với cả đám đàn ông trai ngoài đó. Rồi tôi sợ đây, rồi nó nhậu giết đây, rồi mấy thằng kia nó bắt thằng cháu ngoại tôi nó bán. Tôi sợ nó ăn nhậu xa đỏ giết rồi nó bán thằng nhỏ đi. Mình ra tôi biểu nó đem về, mà nó cũng không chịu đem về. Rồi bên nội nó nói phải mà có tiền đó, đi ra ngoài bắt thằng nhỏ về cũng được. Mà bên nội nó ai cũng nghèo hết trơn, cũng đi mà mướn không chứ có ai đâu giàu có gì. Cái người con rể thứ hai của cô là cha của mấy đứa nhỏ này ở đây là có xảy ra việc gì không mà sao mà thôi nhau vậy con? Nó thì nó chung ra nó đi ăn chơi, nó theo bạn bè nó sơ suất rồi nó mắc nợ 20 mấy triệu. Là ai? Là con của cô hay là con rể cô? Con rể, ba của con nhỏ bạn áo đen đó đó. Tôi nói thôi con ơi, về con đi mần đi rồi con trả cho người ta từ từ. Bắt đầu nó đi ra đường, nó đi xuống với Vĩnh Long, nó mần cái gì chứ nó không biết. Rồi nó gặp con nhỏ kia, rồi con nhỏ kia nó nói nó chưa có vợ, rồi này kia kia nọ, rồi bắt đầu sáp theo nhỏ kia, bỏ mấy đứa này luôn. Tôi nói bữa điện về, nó nói Liêm ơi, mấy đứa nhỏ sắp tập nhập học rồi, con có tiền gửi về cho mấy đứa nhỏ đi. À, bà cho mượn đỡ đi, rồi vài bữa nó con về, tới nay là con học gần 2 tháng rồi, có đồng bạc nào đâu. Trong ngoài có mình tôi với cậu hai nó lo giết rồi, cậu hai nó quạo rồi, cậu hai nó chửi. Giờ về hang thì cô nhìn thẳng vào camera của tụi con đi. Thì cô muốn phiên cái chị nãy chị tên gì đó? Nhung. Chị Nhung đó, là nói sao đó thì cô cứ nói lại cho giống như là cho coi cái chị đó đem đứa bé về, chứ để ngoài xã hội vậy tội cho nó không biết chữ biết nghĩa gì hết. Vậy Nhung ơi, con nghe lời mẹ nói, con đem em về đi Nhung ơi, cho em nó đi học đi con. Đã nó vô lớp 1 rồi, một mình con dốt thì được rồi, con để nhỏ dốt tội nghiệp nó lắm Nhung ơi. Đem em về đi. Ở nhà ai cũng nhớ em hết trơn á, con đem lép về đi Nhung ơi. Đem về cho nó đi học đi con, trẻ học dữ lắm rồi. Mình cũng mong là chị Nhung xem được cái đoạn video của anh em đây, suy nghĩ lại. Nói chung là khi mà đã ra ngoài xã hội sống rồi thì cũng phải nể người nhà một chút. Ai mà không sống ngoài xã hội, nhưng mà xã hội nhiều cái nó không như mình nghĩ. Chị ấy chắc đó giờ cũng bươn chải ngoài xã hội dữ lắm hả cô? Nó mới đi lần đầu tiên, nó chứ đó giờ đâu có đi đâu đâu. Vậy hả? Vậy chắc bị những ánh đèn ở ngoài kia nó làm lu mờ ánh mắt ở hiện tại rồi. Nên đâm ra là cứ giống như con thiêu thân vậy, lao vào bóng đèn thôi. Chứ không biết là cái điểm đó là nó sáng hay nó tối. Bởi vậy kêu nó về, đem nhỏ về cho nhỏ đi học mà không chịu về. Mấy đứa này điện ra thì không được, mà nó điện vô nó vũ hai nhỏ đó đi thì được. Mà nhỏ này điện ra thì thấy bao không à? Thấy bao. Dạ, con cũng mong là trong tương lai chị Nhung nên suy nghĩ lại cái cách sống của mình để mà về, để mà không cần phải là trả hiếu gì cả, nhưng mà sống cho đẹp cho tốt và đừng nghĩ tới những cái tình cảm mẹ con đang lo hàng gắn cho đứa nhỏ là được rồi hả cô ha? Đúng rồi, kêu nó về sao mà lo cho mấy đứa con nó ăn học đàng hoàng. Chứ tôi thì tôi cũng thương nó lắm chứ đâu có bỏ nó đâu, mà tại nó bỏ tôi nó đi mà. Thật sự chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi chứ không cha mẹ nào bỏ con cái chứ. Nhưng mà đều chị Nhung chỉ đi mà chỉ còn ngẫm theo thằng nhỏ là cũng có tình mẹ trong đó đó. Giống kiểu là sao thằng nhỏ không được á, rồi cái đem theo thằng nhỏ. Đem theo thằng nhỏ mà năm đứa này điện ra thì nó đủ hai đứa đó. Thôi hai đứa bay đi ra đây đi mặn với mẹ nè, bỏ ba đứa kia nhà cho ngoại đưa đi học. Rồi nó thôi ở nhà bà ngoại có mình bư sao nổi, thôi để ở nhà mặn tiếp. Dạ. Rồi nó nói những lời nói khó nghe quá, rồi tôi nói thôi nó về cũng về thôi, chứ đem em về cho em đi học được rồi. Dạ. Chứ giờ đi đã cái bản thân mình đã dốt không biết một chữ viết một, thì mình làm sao cho con mình nó biết chữ sao nè, đi ra đường nó không có thua ai hết trơn á. Dạ. Ví dụ người ta để cái bản ở cái đường nó về đâu nó không biết, rồi làm sao về. Rồi làm sao mà đi. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều ha. Thì con cũng mong là trong tương lai thì chị Nhung chỉ xem được video mà suy nghĩ lại những lời cô nói hiện tại giờ. Nói chung cô cũng lo lắng cho chị, và lo lắng luôn cả cháu ngoại nữa, chứ không phải là chắc con nghĩ hàng ngày cô với chị Nhung khắc khẩu không, hàng người nói được không được 3 tiếng nữa đúng không? Nó thì nó ít có nói chuyện tôi lắm, nó nhà nói chuyện với mấy đứa này rồi bắt đầu có khi ông ngoại còn không? Hai trên. Ông ngoại đâu?
Ông ngoại mất năm mấy nay rồi. À, ông ngoại mất rồi hả? Ngoại dạ. Mất rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều ha. Thì con sẽ làm cái video này đăng lên. Thì mong là chị Nhung sẽ thấy được và suy nghĩ lại đem thằng nhỏ về. Hen cô ha. Dạ, dạ. Hồi tâm chuyện ý cho thằng nhỏ về, cho nhỏ đi học đi. Chứ để nó dốt tội dữ lắm. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Lần đầu tiên cũng thấy này. Dạ. Một ngày như vậy là hai đứa này nó kiếm thu nhập chỉ được có 20-30 ngàn. 20 ngàn. Nãy nó nói đó. Thật sự mình không ngờ là cái... Ở cái này là đang thảm rồi đúng không? Cái này đang thảm để mà lau chân đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thảm lau chân. Một cái hoàn cảnh thật sự là mình thấy nó rất là éo le luôn á. Dạ. Một ngày mà làm như vậy mình chỉ có mấy chục ngàn thôi anh. Nhưng mà cái quan trọng làm chỗ vậy là mẹ... Người mẹ thấy như không có thương con á. Mình thấy cũng hơi bức xúc á. Dạ. Đúng không? Bây giờ vậy là mấy bà cháu thì bà thì đi quét cho ở ngoài chợ. Đúng rồi. Bọn cháu thì làm những công việc này. Ừ. Thì kiếm một ngày hai đứa mà có 20 ngàn. Ừ. Cái công việc cũng không có bấp bênh quá anh. Ủa con ơi, như con làm cái công việc này bao lâu rồi? Dạ con làm lâu rồi. À, con làm lâu rồi hả? Dạ. Dạ một ngày như vậy là mình đang được bao nhiêu mét? Dạ dẹp đầy cái con này rồi người ta thả cái mình dẹp nữa. À, đây là mình làm gia công cho cậu mình ha. Dạ. Con làm từ mấy giờ đến mấy giờ con? Dạ, nói chung là làm mệt là nghỉ thôi chứ không có thời gian đúng không? Dạ. Làm có thời gian cố định. Này tại này làm nhà làm cho cậu mà đâu có thời gian cố định để nghỉ ngơi đâu. Nói chung là có sức thì cứ làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít thôi sao con? Dạ. Đúng không? Cái này là mình làm ăn sản phẩm mà nhiều ăn nhiều ít ăn ít đúng không? Dạ. Ừ. Một cuồng như vậy thì con tính làm sao? Cuộn như vậy con tính sao? Con tính tiền như thế nào? Dạ, một cuộn vậy đó. 40 ngàn. Cuộn công 40 ngàn. Dạ. Cuộn bao nhiêu mét ta? À. Bự không? Cuộn bự hơn này không? Hay là đây là gần xong rồi? Bự lắm. Bự lắm hả? Dạ. Chắc cuộn này ta bầm phải 30-40 mét không ta? Con làm bao lâu con mới được một cuộn như vậy? Dạ, làm tới 2-3 giờ là xong cuộn. Là từ sáng tới 2-3 giờ chiều? Dạ. À, và xong một cuộn như này. Yeah. Vậy một ngày bình quân con nếu mà con làm như vậy là bình quân con được 2 cuộn không? Dạ yeah, không. Không chỉ được có 1 cuộn, 1 cuộn mấy thôi. Yeah. Thì chia ra vậy hai chị em người được có chừng có 20-30 ngàn là cùng. Dạ. Yeah. À, thôi đó bây giờ con làm cho con xuống chị trên này coi đi. Ừ. Đó công việc của con hàng ngày nè. Công việc thì cũng hay. Ở dưới có bằng đạp nữa. À, khi mà em nó lòn qua rồi là nó đạp cái đó là cái máy này nó sẽ đánh vào. Nó ép cái giải vô. À, cái hoạt động nó là như vậy á, giống như đạp cái bằng máy mai vậy đó. À. Này cũng thao tác phải quen tay chứ cũng lộn cộng. À, cái này là nó lòn qua chứ nó không lòn ngang ha. Hả con? Dạ. Cái quá hoạt động là con cứ lòn ngoan là quan vậy ha. Dạ. À. Ngồi cái này là ngồi đau lưng lắm á. Rồi con thì làm công việc gì? Con thì làm sao? Dạ. Chung chị hả? Chị làm mệt rồi con mới ra, con mới làm. Thế hả? Thay thế hả? À. Này là dự phòng. Đổi tay. Này là dự phòng nha. À, từ sáng mà cho tới 2 giờ chiều thì cũng mấy tiếng anh? Sáng cho nó một ngày, nó như một ngày mình làm 8 tiếng đi. À, tầm khoảng 8 tiếng mà mình trừ hao lại thì nó còn khoảng 5 tiếng, 6 tiếng. Dạ, đi con. À. À, có một cái máy là khi mà thay đổi nhau liên tục vậy ha. Dạ. À. Đây bắt đầu là cô em chuẩn bị lên thay thế cho cô chị nha. Ủa nhanh dữ hả? Sao con làm nhanh dữ vậy? Ồ em như chuyên nghiệp hơn chị thì sao nha. Chết rồi. Ồ cô này quá trời thanh thoát rồi nè.
Nó quan trọng là cái đưa cái mũi đó đó, sao mà cái chính xác đó. Nó đúng rồi. Chứ hôm qua thì đỉnh đạt. Ê, từ từ thôi con, không cần vội đâu, kẹt kẹt kẹt. Từ từ thôi, không cần vội đâu. À, bây giờ là quá ok luôn trời, này giải luôn đây quá trời luôn nè cả nhà. Đó đứa bé nhỏ mới về đúng không? Thì anh Hiếu đứa nhỏ mới về đó kìa. Đây nè. Đây là hai đứa này sao? Hai đứa còn thằng nữa, thằng còn xe đạp vậy sao? Chánh. Nè con đứng ở đây với chú Hiếu luôn đi. Ở trời ơi, nay tôi dễ quen lắm ơi, chứ tôi không có cằn nhằn cử nhử đâu, thấy không? Năm nay con nhiêu tuổi rồi con gì cắn nè? Con năm nay con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. 10 tuổi hả? Con đang học lớp mấy ta? Lớp 5. Lớp 5 ha. Đang học lớp 5 ha. Con học ở trường nào ở đâu lận? Chuyện học cơ sở Mỹ Long. Mỹ Long gần đây không con? Dạ. Gần đây ha. Rồi con năm nay con nhiêu tuổi nè? 8 tuổi. Hả? 8 tuổi. 8 tuổi hả? Con tên gì? Bảo Di. Bảo Di hả? Dạ. Ủa tên đẹp quá trời luôn nè. Hả? Tính ra mấy đứa này đứa nào cũng đẹp. Đứa nào cũng đẹp gái chứ bộ. Cặp mắt cô này chân mày hết biết, chân mày này cỡ như bự ngay, mày bự lắm nha, dễ thương lắm nè. Anh này cũng vậy luôn, chân mày tới sát bên đây luôn. Rồi sao cái đầu con nổi cái gì dữ vậy anh Trương? Con anh Trương rồi chắc gào ha, nhưng mà phải không, hay là nổi cái gì nè? Coi chừng nó bị giống như là kiểu là hơi nhỏ, nó hay bị nấm da đầu á. Nấm da đầu ha. Cũng không có ai chăm sóc nhiều đúng rồi. Mẹ thì mẹ bỏ đi rồi, mẹ thì bỏ đi. Còn ba thì bây giờ không biết đâu mà nói nha. Con nhớ mẹ không? Nhớ. Rồi nhớ rồi, rồi sao không gọi mẹ? Bé gái con à, từ từ đi, để cho chú Hiếu nói chuyện xíu con hãy đạp nữa. Rồi chút xíu rồi con. Ngừng máy xíu đi con. Sao con nhớ mẹ không? Dạ. Rồi sao bữa giờ mẹ không về thăm hả? Tối có hay khóc không? Hay khóc lắm hả? Con gặp em khóc không? Gặp khóc nhớ mẹ hả? Bé khóc luôn rồi chưa? Trời ơi. Sao không kêu mẹ gì ạ? Anh về. Người ta cũng có cha có mẹ bên cạnh người ta lo hết trơn rồi. Con nè giờ không có cha không có mẹ lo này, con nhà cả nhà thấy không? Áo sống thì lấm đem hết. Rồi đi học, có ai bữa nay có ai cho tiền cho con đi học không? Từ sáng không có đi, không có tiền đi học luôn hả? Con có tiền đi học không? Không luôn hả? Rồi ăn cơm đâu, ăn gì? Cái kho quẹt. Cá kho quẹt á hả? Cá gì kho? Mẹ mua, ông bà mua được con cá bự lắm hả? Cá lồng tông. Cá lồng tông hả? Ăn cá lồng tông mà đứa nào nấy cũng dễ thương hết biết hay nè. Nó không có cha, không có mẹ lo. Rồi sao con có gọi cho mẹ không? Dạ, con gọi là mẹ không có bắt máy, mẹ tắt. Mẹ không thương con hay sao? Dạ mẹ đem theo Úc mà mẹ không để nhà. Đem theo Úc hả? Không để nhà cho con. Mà sao mẹ con bỏ mất thương con cái gì sao mà mẹ đối xử với con tệ vậy? Con nhìn chú rồi. Mẹ không thương con hay sao mà mẹ đối xử con tệ vậy? Mẹ không có thương. Mẹ không thương à? Con buồn không? Ta ai cũng có cha mẹ ta chở đó, con thấy không? Nói chuyện ngang là cũng là có cha có mẹ chở đó. Còn mình không ai chở thì sao? Dạ. Tuổi không? Dạ. Con tuổi thân không? Tuổi thân mà cũng không biết sao giờ nói không được không? Đây là một nè, hai nè. Rồi cô hai cô bé nãy nữa là bốn. Bốn với một cậu bé mới về. Mới về đó là năm, là đứa đem đi nữa là sáu. Đi là sáu. Hai người chồng sáu đứa con mà năm nay mới 34 tuổi. Em nghe chương trình em cũng em giật mình luôn, thật sự nghe giật mình luôn.